Chào mừng các bạn đã trở lại với bản Lác. Về đêm thì bản Lác rất yên bình. Các bạn có thể tìm cho mình những không gian yên tĩnh để thưởng thức những món ăn đặc biệt ở đây. Tuy nhiên là rất là thiếu sót nếu mà các bạn không sang bản Lác 2 để tham gia hội trại, đốt lửa trại và các trò chơi rất là sôi động ở bên bản Lác 2. Bây giờ thì mình sẽ đưa các bạn sang bản Lác 2 để cảm nhận cái không khí ở đây. Đây là toàn cảnh cái đêm lửa trại ở bản Lác 2 các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ đi vào cận cảnh để xem từng cái trò chơi một xem có cái gì thú vị. Giao lưu cùng với các vũ công đến từ bản Lác Hòa Bình trong buổi tối hôm nay để chúng ta cảm nhận tất cả những dư vị. Let's go, yeah.